Bây giờ anh em thợ mộc chúng ta vẫn dùng thước, dùng bút mực để đo đạc dọc thẳng, rộng mộng như thế này thì quá là bất tiện. Chính vì lý do vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em thợ mộc chúng ta một cái dòng sản phẩm, đó là cự lưỡi vạch K1005, chuyên dùng để vạch dấu trên bề mặt phôi gỗ với một vị trí khoảng cố định của cạnh thẳng phôi gỗ để anh em chúng ta rộng mộng, dọc thẳng và nhiều công dụng khác nhé. Bây giờ thì các bác sẽ cùng tôi đi tìm hiểu thực tế về sản phẩm. Khi mà anh em thợ mộc chúng ta nhìn vào sản phẩm, anh em thấy rõ về thiết kế hình dáng. Phần thân cự thì được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, vô cùng cứng cáp. Còn về phần khung, đúng điều chỉnh, đinh nhọn thì được làm từ thép không dỉ cao cấp, mạ vàng đồng, tạo độ tinh tế, độ sang trọng cho sản phẩm. Còn về chi tiết cũng như cách dùng của sản phẩm này thì các bác thợ có thể thấy bên trên của sản phẩm gồm có 3 cái đinh nhọn này, 1, 2 và 3. Thì có 2 cái đinh này thì được đóng cố định lại, đinh thứ nhất và đinh thứ hai để anh em chúng ta cữ. Còn một chiếc đinh này thì có thể di chuyển theo khẩu độ. Anh em chúng ta chỉ cần vặn cái núm đây ra để điều chỉnh cữ. Rồi anh em chúng ta vặn cái núm này, có thể mở ra mở vào được. Tối đa là 50mm, từ 0 đến 50. Từ điểm này đến điểm này. Đây, tôi sẽ vặn hết ra cho anh em có thể thấy rõ. Từ 0 đến 50mm. Còn về công dụng của sản phẩm thì bây giờ thì các bác sẽ cùng tôi đi test thực tế. Các bác đang xem video thì đừng quên like, nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ chúng tôi. Đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng một cái cự cố định này để cự ván thẳng. Tôi sẽ mở núm ra, điều chỉnh ở khẩu độ là 40mm. Siết chặt này lại. Các bác nhìn nhé. Rất là thuận tiện luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ đi cữ lấy vạch dấu một đường mộng dương để đóng vào trong một cái lỗ mộng vuông âm này. Thì đây, anh em có thể thấy cái lỗ mộng âm này nó đang có kích thước chiều rộng là 10mm. Cái khoảng cữ của tôi sẽ điều chỉnh vào đúng 10mm thôi. Anh em sẽ vặn cái núm này vào nhé. Đó, điều chỉnh đúng đến 10mm. Sau đó thì anh em chúng ta sẽ xem cái phôi gỗ này. Ví dụ như cái phôi gỗ này của tôi đang sử dụng, tôi muốn lấy tâm điểm giữa này. Phôi gỗ này dày 2/2. Đây, tôi sẽ điều chỉnh vào đây là 6mm nữa thôi. Đấy, từ cái điểm đinh nhỏ này phát đến cữ này là 6mm. Nó sẽ ra giữa. Siết chặt lại. Đây là cái đường cự lưỡi vạch tôi vừa dọc xong này. Anh em có thể thấy chuẩn đét luôn. Tôi đóng luôn thực tế ở đây. Đây, các bác có thể thấy cự rất là chuẩn xác luôn, đóng đường mộng chính xác tuyệt đối luôn. Phải nói cái cự lưỡi vạch này nó cự chuẩn xác đến từng mili một anh em ạ. Đó là những cái công dụng cơ bản của cự lưỡi vạch K1005 này. Anh em thợ chúng ta mà biết thêm được những công dụng hay là mẹo nào ở trên cái dòng sản phẩm cự lưỡi vạch K1005 này, có thể là comment bình luận xuống bên dưới để anh em thợ mộc chúng ta cùng biết. Cảm ơn tất cả anh em thợ mộc đã xem hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.